presents this cup of appreciation to the Most Reverend Dominic Nguyen Chu for his kindness and mercy and generous spirit in organizing and facilitating the city's inclusion chair in Vietnam, a summer at the capital school for Greece, with the theme Living the Joy of the Gospel in Church in Dialogue. Given in gratitude, this great work of the Ukrainian for the work of the team at the Bishop's House of Swanbrook Diocese in Vietnam. Signed Francisco Antonio, H. Chairman, and Mr. Reverend Gerardo Santos, H. Church of the Bishop's House. Xin được đại diện hiệu trưởng của trung tâm sau là hội đồng giám mục cô giáo đại diện thượng tư và ủy ban giám mục về giáo lý và giáo dục công giáo. Xin được trở lên đức thiện cha và mình nguyễn thị trinh tấm điểm chương này để biểu diễn tả lòng biết ơn sự của tôn bạc đóng material. Di kumaga na yung kanyang ano. Trong những cái ngày qua, những cái nhà,
đều thấy tràn ngập cái niềm vui và hứng khởi mà chính quý vị đã đưa đến cho chúng tôi. It's evident that during these 3 days, all we bishops and general leader and others and workers on our bishop house, we very happy and truly happy with your presence. Rồi ngoài ra, chẳng những chúng tôi mà ngày hôm qua quý vị đến chia đi cái ba ngã đến để và để cúng đầu cũng như là ở hôm hai rồi thì là ở Hương Lâm, chỗ nào quý vị cũng thấy tất cả người giáo dân ở Việt Nam chúng tôi và người nói chung và người Việt Nam ở trong giáo phận chúng tôi thấy quý vị đến là thấy hà cái niềm vui khi mình đến cho tất cả những nơi đó. Not only us here, we are happy, but also people in the parishes and all the diocese who visited yesterday, who were divided in 3 groups, and you experienced that and labor sometimes with them, and they also feel happy with your presence. Chắc chắn là quý thầy cha cũng như quý thầy quý sư đều nhìn thấy trong những ngày hôm qua đi hoặc là đi đến thăm viếng nơi này nơi kia nhóm người này nhóm người khác, thấy chỗ nào họ cũng háo hức, thấy chỗ nào họ cũng là phấn khởi vui vì nhìn thấy quý cha quý thầy cái gì từ ở bên phía tân cái nơi mà chúng tôi sẽ là người hộ đến để thăm chúng tôi và cái niềm vui tin mừng đến và tất cả chúng tôi. Truly, you witnessed yesterday the happiness of people with all groups. They are very happy to be receiving from afar to help to visit them. Và chúng tôi rất là an ủi và có sự hiện diện của chúng tôi biết nữa là qua những lời cầu nguyện
riêng các chị có thể tìm được nếu chúng ta cùng gặp nhau cầu nguyện và hy vọng để sự thăm viếng của chính vị đây cũng là những bước dò đường để mà các thánh cha có thể thêm thăm quê hương của chúng tôi. Ước mong ngày đó được thực hiện và chúng tôi ước mong được rằng sẽ có sự hiền nhiên của quý vị để chia sẻ niềm vui với nhân đồng chúng tôi. We wish that this conference is the first step for the coming step, the visit of our Holy Father, and then on that day we invite you to be with us. Thank you.